Kính thưa sư Hạnh Tuệ, tôi là một thính giả thường xuyên của sư trên YouTube. Nay có một câu hỏi mong sư có thể trả lời nếu có thể được. Có lần tôi có đọc trên mạng trên trang thư viện hoa sen.org, xem qua sách Phật Pháp Bách Vấn của tác giả Quảng Tánh và Huyền Ngu, trang 173 có viết: khi một người có các hành vi trên, tức là làm mất mạng một vị A-la-hán hoặc xúc phạm Phật tượng, nhưng vô tình không có chú ý, thì tất nhiên người này không bị đọa vô gián địa ngục. Đường link cho tôi xin đóng góp một vài ý kiến trên tinh thần xây dựng và học hỏi. Theo tôi được biết, nếu phạm một trong năm tội nặng nhất, chắc chắn sẽ tái sinh vào vô gián địa ngục mà không cần biết lý do, vì không thấy có kinh sách nào đề cập đến. Nếu có, vui lòng chỉ dẫn cho cả Nam lẫn Bắc Tông. Ví dụ một người leo lên một cây rất cao, hoặc theo ý mình, hoặc theo ý người khác, hoặc bị mộng du, hay bất cứ lý do gì, và nếu người ấy bị ngã, người đó sẽ bị thương hoặc chết như nhau. Nhưng nếu người đó tự ý leo và lúc nào cũng biết mình đang leo vì sợ nguy hiểm và ngã, người đó có thể có kết quả tốt hơn, vì người đó biết mình đang làm gì và có sự chuẩn bị dù là đôi chút. Một ví dụ khác, nếu một người bình thường không khùng điên muốn đe dọa một người khác vì một lý do bất thiện nào đó, mà người bị đe dọa là Tổng thống Hoa Kỳ, thì đây là một trọng tội liên bang, tối thiểu 1 năm tù giam. Không cần biết người đó có biết người mình hăm dọa là Tổng thống không, nhưng nếu như người đó biết rằng hăm dọa một người bình thường không phải là người quan trọng, thì sẽ bị phạt nhẹ hơn rất nhiều, hoặc thậm chí không có chuyện gì xảy ra, thì người đó có thể sẽ thay đổi mục tiêu, suy nghĩ lại hoặc không còn ý định đó nữa. Qua hai ví dụ trên cho thấy là một việc bất thiện mà biết là bất thiện thì hậu quả có vẻ có thể tốt hơn là không biết mà vẫn làm việc bất thiện đó. Bởi vì hành động sẽ e dè, cân nhắc, lo lắng khi một người biết mình đang làm điều không nên làm. Nhờ vậy ác nghiệp cũng sẽ giảm đi. Không biết thì không có tội là luật đời, nhưng đường đạo thì thường ngược lại. Luật đời là chế định tương đối, đường đạo là tự nhiên tuyệt đối. Không biết tác giả có sự nhầm lẫn không hay tôi đang hiểu sai. Kính mong sư Hạnh Tuệ hoan hỷ cho ý kiến về vấn đề này. Vấn đề là quý vị hiểu sai về việc không có chủ ý làm ác và không biết mình làm ác. Hai vấn đề này là hai vấn đề khác nhau. Không có chủ ý làm ác đã được nêu ở trong tạng luật phân tích giới tỳ kheo, cụ thể hơn là trong cái giới giết người, cái tội giết người, tội parasika, cái tội giết người. Có một đoạn như thế này: một vị tỳ kheo khi leo lên cao với suy nghĩ ta sẽ nhảy xuống làm cho vị tỳ kheo khác chết, thì nếu như vị ấy nhảy xuống mà vị tỳ kheo khác vì đó mà chết, thì vị tỳ kheo này phạm tội parasika, tức là phạm tội bất cộng trụ. Nhưng nếu như vị ấy không có ý giết mà vị ấy nhảy xuống chỉ để giỡn chơi, thì nếu như vị tỳ kheo ở dưới bị chết thì vị ấy không phạm tội parasika. Nếu như một vị tỳ kheo đứng ở trên cao quăng một tảng đá xuống dưới với chủ ý là người ở dưới sẽ vì thế mà chết, thì nếu vị tỳ kheo ở bên dưới do trúng tảng đá mà chết thì vị tỳ kheo ở trên phạm tội parasika. Nhưng nếu như vị tỳ kheo ở trên chỉ suy nghĩ là ta quăng chơi mà không phải là quăng để cho người ở dưới chết, thì nếu như vị tỳ kheo ở dưới chết thì vị tỳ kheo ở trên do không có chủ ý giết chết, cho nên vị ấy không phạm tội parasika. Điều tương tự cũng được nhắc đến ở trong chú giải Kinh Pháp Cú, là trong trường hợp ngài chưởng giả Chắc Cú Ba La, khi ngài đi kinh hành, ngài không hề có chủ ý giẫm chết con này con kia, nhưng có rất nhiều con do mùa mưa đã đi lên
và do trưởng lão bị mù cho nên trưởng lão không nhìn thấy. Vì lẽ đó, khi mà ngoại đạo đến nói với Đức Thế Tôn than phiền là đệ tử Thế Tôn vẫn còn sát sanh, thì Đức Thế Tôn nói đệ tử của Thế Tôn không có sát sanh, bởi vì vị trưởng lão không hề có ý giết hại bất kỳ sinh vật nào. Đây là trường hợp không có chủ ý làm ác. Cái thứ hai là trường hợp không biết mình làm ác. Nhớ dùm nha, phân biệt dùm, cái này là chuyện hoàn toàn khác nhau. Người không biết mình làm ác, họ có chủ ý làm, chỉ có điều họ không ý thức được đó là điều ác. Ví dụ như trong trường hợp quý vị nói, người có chủ ý phỉ báng một vị tổng thống Hoa Kỳ, tức là người đó có chủ ý, sau đó từ chủ ý đó mới phát ra. Nó khác với chuyện là người đó không có chủ ý phỉ báng. Phân biệt dùm sư ha. Nó giống như là một trường hợp đã được nêu ở trong Milinda Panha, tức là meeting vấn đáp, được ví như một người khi mà Đức vua Milinda đó hỏi ngài Nagasena là một người biết biết luật mà phạm luật thì tội sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn một người không biết giới mà phạm giới. Ngài Nagasena nói rằng một người biết giới mà phạm giới thì tội sẽ nhẹ hơn người không biết giới mà phạm giới. Do đâu? Do người biết giới khi phạm giới, vị ấy sẽ nỗ lực làm như thế nào đó để tội nhẹ nhất có thể. Còn người không biết giới thì họ cứ mặc sức họ làm. Ví như một người do lý do gì đó mà họ phải cầm một cục sắt nóng, thì nếu như một người tỉnh táo biết rõ đây là cục sắt nóng, họ sẽ có sự phòng hộ. Khi đó họ cầm, họ vẫn sẽ bị phỏng, nhưng chắc chắn là sẽ ít hơn một người không ý thức được đây là cục sắt nóng và cầm bằng hết cả bàn tay của mình và không ý thức được là tay mình đang bị phỏng. Cho nên vấn đề của quý vị ở đây là không phân biệt được giữa việc người không có chủ ý làm ác và người làm ác nhưng không biết mình làm ác. Nha. Trong trường hợp phạm ngũ nghịch cũng thế. Khi một người không có chủ ý làm ác mà họ vô tình, ví dụ làm vật chảy máu, như trong trường hợp sư lấy ví dụ ha, Đức Thế Tôn ngài bị bệnh cần phải lấy máu, thì người bác sĩ vị ấy không có ý ác mà chỉ có chủ ý làm chữa bệnh cho Thế Tôn, thì trong quá trình đó nếu như vị bác sĩ cần lấy máu thì việc lấy máu đó chắc chắn không phạm tội ngũ nghịch. Trường hợp thứ hai được nhắc đến ở trong Lục Tạng, đó là cái phần chia rẽ tăng đoàn. Có trường hợp chia rẽ tăng đoàn mà không phạm ngũ nghịch, chẳng những như thế còn đem lại quả báo sanh thiên. Đó là trường hợp gì? Một vị tỷ kheo vì lý do bảo tồn chánh pháp cho nên vị ấy gom những vị tỷ kheo có ý muốn bảo tồn chánh pháp gom lại để chia tách ra khỏi những vị tỷ kheo ác phá hoại chánh pháp, thì việc chia rẽ tăng đoàn làm thành hai nhóm riêng biệt như vậy, vị tỷ kheo ấy do vì mục đích bảo tồn chánh pháp cho nên vị ấy không phạm tội chia rẽ tăng đoàn, không phải đi địa ngục. Chẳng những như thế, vị ấy còn được sanh thiên nhờ vào chủ ý là bảo tồn chánh pháp. Nha. Thì đây là sư đã trích dẫn cho quý vị thấy là những căn cứ để mình biết là mình có sự nhầm lẫn như thế nào. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà đọc cái câu hỏi này sư thú thiệt cũng khâm phục cái Đức Hành Tài, thì sư cũng biết trả lời từ đâu. Nhưng mà khi Đức Hành Tài trả lời thì sư có nắm được rồi ý thưa chính thưa quý vị. Nhưng mà có một cái ý chính này mà sư nghĩ quý vị có nghe lại, đang nghe câu hỏi này,
Và thậm chí có những người nghe apply á, nghe sau câu hỏi này hãy để ý một cái điểm mà Đức Hạnh Tại có nhấn mạnh đó. Nhưng mà tại vì sư phải nhắc lại, đôi khi quý vị có thể nghe mà quý vị không có để ý, quý vị có thể lướt qua cái điểm quan trọng đó, mà lướt qua điểm quan trọng này á, thì đâm ra dễ hiểu lầm. Là một điểm mà Đức Hạnh Tại nói rất là chính xác luôn, mà sư cũng hoàn toàn đồng ý. Đức Hạnh Tại nói có nghĩa là cái chủ ý hay là cái cố ý ban đầu á, là nó quan trọng nhất, là nó trên nền tảng thiện hay là bất thiện, thưa vị, cái đó là quan trọng nhất đó. Giống như trong trường hợp mà Đức Hạnh Tại có nói về vua Milinda hỏi đại ngài Đại đó, thì chúng ta phải hiểu là trong cái bối cảnh trong câu hỏi đó đó, là ngài Nagasena đang trả lời giữa cái người phạm giới và cái người mà không biết gì giới đó, cái nghĩa cái người biết gì giới không biết giới, là hai người này, là có nghĩa là tạm gọi trên nền, trong cái bối cảnh đó, trên nền tảng thiện hay là trong cái bối cảnh mà Đề Đức nói về cái câu chuyện mà lương nghi chi quá cá đó, là cái chủ ý ban đầu là thiện. Cái này điểm này rất quan trọng nha. Tại vì sao? Tại vì cũng khi mà nói về cái ngũ nghịch đại tội, thưa quý vị, thì ở trong chú giải vị diệu pháp á, có nói một cái, đặt một cái câu như vậy, có một cái câu đặt cái một cái câu mà hỏi như vậy, là một cái người á, một cái đối tượng á, mà làm việc bất thiện nha, có nghĩa là đầu tiên phải chú ý là bất thiện cái này, chú ý là bất thiện cái này, và nếu đụng vào dính vào năm nguyên tội nè, cụ thể là giống như có thể là giết cha giết mẹ đi, là ví ví như cái người đó đó là mồ côi cha mồ côi mẹ từ nhỏ, không có biết mặt cha mẹ, nhưng mà người này nè là khởi cái tâm bất thiện lên muốn giết đối tượng đó là không biết cha mẹ nha, thì trong chú giải của Tạng Vi Pháp thì có nói là cái đối tượng này vẫn phạm nguyên đại tội, vẫn đi địa ngục đó. Cho nên là hai cái điểm này á, tại sao xin nhấn mạnh điểm này, để cho một số vị á, đôi khi nghe phải nghe kỹ cái sự giải thích của Đức Hạnh Tại à, để mình tránh mình hiểu lầm, để mình nói tại sao mà trong đọc trong kia là như vậy, rồi ở đây là Đức Hạnh Tại nói trả lời như vậy. Thật sự là Đức Hạnh Tại nó rõ ràng, có nghĩa là chú ý ban đầu á, là dựa trên nền tảng thiện, thì dựa trên nền tảng thiện thì quý vị á, có vô tình á, phạm úy đến đến đối tượng nào á, thì tình tiết á, nó cũng không, nó nghĩa là nó cũng tình tiết á, nó cũng không đưa đến cái quả mà gọi là quá đau khổ nó như vậy. Còn nếu mà nền tảng ban đầu á, là cái chủ ý quý vị á, là bất thiện, mà đặc biệt đụng đến năm cái đối tượng mà gọi là năm đối tượng mà khiến cho mà về đi địa ngục vô gián á, mà nếu bất thiện thì chắc chắn là như vậy, thì như vậy tại vì năm đối tượng này giống như năm đối tượng mà không không nên đụng tới. Còn ngoài ra những cái tình huống mà bình thường á, tình huống mà bình thường á, thì Đức Hạnh Tại giải thích thì cũng sẽ thấy rất là rõ, nên không có gì để bổ sung thêm. Trước khi kết thúc câu trả lời này, sư cũng nhấn mạnh một lần nữa, tại vì cái điểm này nè, cái điểm này sư thấy nhiều người họ rất dễ hiểu lầm, họ đã dễ đâm ra ngụy biện cái câu mà của cái câu trả lời á, của ngài này Nagasena với ông vua Milinda đó, thì họ cứ dựa vô họ nói là họ không có hiểu, nghĩa là trong bối cảnh đó, trong bối cảnh đó, ngài trả lời câu hỏi đó trong bối cảnh đó là dựa trên cái người biết luật nhưng mà vẫn còn có tàm quý, vì hiểu không, thì đương nhiên cái làm hành động đó là làm hành động mà bất thiện, thì đương nhiên làm khôn khéo, giống như là nói ví như bóc cục lửa làm sao mà cho đỡ nóng, nhiều người không hiểu. Rồi họ cứ nói là miễn miễn ai biết nghe hậu quy chụp, nghĩa là miễn ai mà biết á, thì đều là đỡ hơn cái người không biết, thì cái này hoàn toàn không đúng nha, mà là mình phải hiểu là phần lớn những cái người mà có sự hiểu biết thì sẽ có phạm á, thì cũng đỡ hơn cái người mà không biết, phần lớn đó chứ không phải là tuyệt đối. Cho nên mà điểm này cũng rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu rõ. Và một cái điểm thứ hai xin nhấn mạnh là phàm làm gì cho dù mình vô tình hay cố ý, thì hãy còn trong nội tâm mình đó, hãy còn một cái gì chút gì đó gọi là tàm quý, tức là gì, tức là còn hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì những cái tội lỗi lỡ mình gây ra thì tình tiết nó cũng giảm nhẹ, cái quả mà ác nghiệp đó, nó đưa đến cho mình đó, nó cũng phần nào nó không có đến nỗi nghiêm trọng. Thưa quý vị, tôi cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.